mình chưa thấy con người yêu cũ nào không có não như con người yêu cũ của người yêu mình luôn á chuyện là mình có anh người yêu lớn hơn mình một tuổi tên là khôi lúc chấp nhận yêu anh mình cũng nghĩ tới chuyện anh ấy đã lớn và từng trải hơn mình một số chuyện mấy cái đó thì mình vốn không quan tâm vì đó là quá khứ là lúc mà mình và anh đều chưa biết đến sự tồn tại của nhau mình biết người yêu mình hồi đó từng phát sinh quan hệ với người yêu cũ hồi cấp 3, với mình thì cũng không quan tâm lắm vì đó là chuyện ngày xưa. Tháng trước mình với anh người yêu đi chơi, lúc anh ấy đi vệ sinh có nhờ mình giữ điện thoại. Mình tôn trọng sự riêng tư của người yêu nên cũng không có ý định sẽ vào xem tin nhắn, nhưng mà đột nhiên có cú điện thoại, thấy số lạ nên mình nghe luôn, vì lỡ có việc gì thì mình còn báo lại kịp. Trong cuộc điện thoại, mình nghe thấy giọng nữ mọi người ạ. À. Mình vừa bắt máy chưa kịp mở miệng nói câu nào thì chị ấy đã nói trước. Mày không trả lời tin nhắn tao, tức là suy nghĩ về lời đề nghị của tao đúng không? Mình hoang mang tột độ luôn mọi người. Rồi mình cúp máy ngang, sau đó thì mình vào xem tin nhắn trong điện thoại của người yêu mình. Tay mình trung lẫy 7 bấm mật khẩu. May là người yêu mình đã bảo mật khẩu điện thoại là ngày sinh nhật của mình lúc vào mình kiểm tra tin nhắn messenger và cả zalo nhưng không thấy linh cảm chẳng lành mình mạnh dạn tìm vào phần kho lưu trữ trong messenger mình thấy một tài khoản tinh nhi và có avatar khá là quen mà nhớ hình như là chị nhi này là người yêu cũ duy nhất của anh cũng là cái chị đã từng phát sinh quan hệ với anh đó mọi người mình nhấn vào đọc tin nhắn của anh với chị nhi kia thì ôi sốc toàn tập Chị Nhi nhắn tin làm phiền anh người yêu mình mà không chỉ đơn giản là nói nhớ và muốn quay lại. Chị ta còn gạ gẫm người yêu mình lên giường với chị ta. Chị ta bảo rằng mình tuy xinh nhưng còn non, còn chị đây mới là người phù hợp với anh nhất. Dù người yêu mình đã từ chối rất nhiều lần nhưng chị ta vẫn cứ tiếp tục. Cuối cùng chị nhắn là hãy làm bạn giường của nhau. Nhưng người yêu mình không xin tin nhắn đó mà tắt thông báo cho và lưu trữ luôn. Mình biết anh không blog chị ấy Là do còn chơi trong một nhóm bạn chơi chung Từ năm cấp 3 Đọc xong mình quyết định chụp hết lại Tin nhắn của chị gà gẫm anh Và rồi để điện thoại lại như cũ Người yêu mình đi vệ sinh xong Thì mình bảo lúc nãy có ai gọi anh á, Nhưng mà mình nghe xong bên đó cúp Về đến nhà mình vào hội đồng quản trị Bàn bạc rồi mò ra được facebook chị này Mình bị sốc vì chị ấy cũng có người yêu rồi luôn á mọi người Mình không biết là chị Nhi này còn liêm sĩ hay không Bản thân đã có người yêu Mà vẫn gạ gẫm lên giường với người yêu mình Đúng là cái nết hãm không ai bằng Nhưng mà độ hãm của chị ấy chưa dừng lại ở đây nha Tuần trước mình và anh đi chơi Cùng hội bạn cấp 3 của anh Thật ra là đi du lịch Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm Bố mẹ mình thoáng và cũng tin tưởng anh Nên đồng ý cho mình đi chung Hội bạn cấp 3 của anh dễ thương lắm mọi người Trừ chị Nhi, chị Nhi không đi cùng người yêu mà lúc nào cũng nhờ anh người yêu mình đủ thứ này kia, xách vali lên cũng nhờ, mở chai nước cũng nhờ, mặt anh ái ngại vô cùng, mỗi khi chị Nhi nhờ vả nên mấy anh chị khác luôn chạy lại giải vây, đỉnh điểm là mỗi lần đi chơi, chị Nhi luôn mặc đồ hở hang khoe vòng 1, vòng 3 lộ liễu. Mình có nói với một chị trong nhóm rằng chị Nhi ăn mặc như vậy có ổn không thì chị trong nhóm bảo lại là Chị Nhi từ lúc thi đại học xong đã như vậy rồi, bạo hơn hẳn vì bố mẹ không quản nhiều nữa. Lúc đi ăn thịt nướng chị Nhi mặc áo hai dây nhưng không mặc áo trong nha. Bây giờ không chỉ bên nam ngại mà hội bạn gái cũng khó chịu theo luôn. Lúc đó chúng mình có nhậu say và rồi anh người yêu mình say khước mình xin phép đưa anh về phòng trước. Chúng mình thuê hai phòng, một cho nữ ngủ chung và một cho nam. Lúc mình đưa anh về phòng nam thì có mình anh ở trong đó ngủ như chết luôn. Mình yên tâm đắp chăn cho anh rồi cũng về phòng của bản thân. Được tầm nửa đêm, mấy anh chị vẫn còn nhậu. Mình có ngó ra xem thì không thấy chị Nhi đâu nữa. Thế là mình mới có cảm giác không lành. Mình qua phòng kiếm, kiểm tra xem là anh đang như thế nào. Thì thật bất ngờ, dép của chị Nhi đang ngay ngoài cửa. Mình lập tức xông thẳng vào trong, anh vẫn đang ngủ say, còn phòng tắm thì có người. Mình nhìn quần áo trên người anh vẫn như cũ, thì thở vào nhẹ nhõm. Mình ngồi ngay bên cạnh người yêu mình đang ngủ, vắt chéo chân trời chị ta. Lúc tắp xong hả, chị ta chỉ quấn quanh người một cái khăn tắm. Chị có vẻ bất ngờ khi thấy mình lắm, mình mới cười khẩy bảo, chị muốn tắm thì qua bên kia mà tắm, sao lại ở đây? Chị Nhi cân mặt lên nói. Mày hiểu rõ mà, ở đây chỉ có chị với mày thì chị cũng không hiền lành nữa đâu. Chị biết rõ là mày là con nhà gia giáo, chưa dám ngủ với thằng Khôi lần nào chứ gì. Nói cho mày biết, tao với Khôi mới là một cặp đôi phù hợp. Mình cười ẻ nói mà không biết ngượng, mình đáp trả, "Ừ, thì sao? Thế chị có tư cách gì mà lên giường với người yêu em trong khi anh ấy đang không tỉnh táo thế này? Anh ấy đã chê chị mấy lần rồi mà chị vẫn cố bám lấy, rõ ràng đã có người yêu nhưng vẫn đi uống éo, đòi hỏi người cũ, sao chị hành xử vô học vậy?" Chị ta nghe hai chữ vô học kiểu bị trúng tim đen hay sao đó, liền xông tới định tác mình. Nhưng mà mình đâu có ngu, dù cho dáng mình gầy gò nhưng mà sức mình cũng cân được chị. Mình nhanh chóng lấy lại thế chủ động và tác cho chị ta một cú trời dáng. Chị ta không cam tâm, định vô lấy mình thì mình mới hướng ánh mắt ra cửa phòng bảo chị ta nhìn. Tất cả mọi người trong hội bạn cấp 3 của anh đều ở đấy, chứng kiến hết cuộc trò chuyện và xung đột của hai bọn mình. Một chị nhanh chóng vào kéo mình ra và đẩy ngã chất vấn chị. Tao không nghĩ mày lại là một đứa con gái ghê tởm như vậy á. Lúc này chị quê, không biết nói gì mà ôm mặt chạy về phòng. Sáng hôm sau, chị ấy cũng lủi thủi bay gấp về Sài Gòn. Mình có chất vấn người yêu sao không nói mình biết để giải quyết. Thì anh bảo sợ mình nghĩ nhiều. Mấy anh chị trong nhóm cũng đã đọc tin nhắn của chị Nhi nhắn cho người yêu mình. Cùng với thái độ như lúc tối, mọi người quyết định đá bay chị ra khỏi nhóm và không có một người bạn không có liêm sĩ như chị ta. bỗng em thấy trái đất này tròn thật sự luôn cũng có ngày gặp lại người yêu cũ ở nơi không mong muốn như thế này đây em là mai sinh năm 2001 em làm lễ Tân tại một khách sạn nhỏ trong Hà Nội trước đây em có anh người yêu hơn em 2 tuổi anh ta cũng cao tráo sáng sủa thế mà hãm lắm mọi người ạ à. Chúng em yêu nhau được 6 tháng rồi hắn ta chia tay bảo rằng cần thời gian để sống cho bản thân, không muốn yêu đương nữa. Anh ta cũng sẽ vào Sài Gòn để sinh sống và làm việc, vì vậy anh ta không thể ở bên cạnh em. Em cũng buồn và khóc nhiều lắm, có níu kéo và nói có thể yêu xa được. Em luôn sẵn sàng cùng anh ta, nhưng Huy một mực từ chối và muốn chia tay với em. Thôi thì cũng chấm dứt mối tình còn đang gian dở tại đây, buồn nào rồi cũng qua thôi, em cũng không thèm quan tâm anh ta nữa. Ấy vậy mà em lại gặp anh ta trong tình huống hỏi chấm thế này đây Hôm đó em đang ngồi Tại quầy lễ tân của khách sạn Em thấy khách hàng bước vào Nên vội vàng đứng dậy chào hỏi Ngước mặt lên nhìn thì ôi trời ơi, người yêu cũ đây chứ đâu Dù rất bất ngờ Nhưng em vẫn giữ nét chuyên nghiệp hỏi anh Dạ, anh muốn nghỉ ngơi theo giờ hay qua đêm ạ à? Huy lúng túng nhìn em Miệng lắp bắp Cho anh nghỉ qua đêm nha Vâng ạ, à, phiền anh lên phòng 301 giúp em Có lẽ là người yêu đến sau nên em thấy hắn đi một mình. Đến một lúc sau có một chị bước vào, nhìn chị ấy cũng có chút đậm người, chắc hơn em khoảng 10 tuổi. Chị nhẹ nhàng bước vào. Em ơi, chị lên phòng 301 nha. Trời ơi, cái thằng cha này, Sài Gòn của nó cao mét 6, ba phòng bốc lửa, nhìn cũng rất đanh đá, ăn mặc cá tính hở bạo. Nhưng mà giọng nói rất nhẹ nhàng, dễ nghe, đúng chuẩn con gái miền Nam. Bảo sao không thích, em lễ phép chỉ đường cho chị khách lên phòng, em cứ nghĩ thế là xong rồi không còn dính dáng gì đến anh huy nữa chứ nào ngờ nó không biết ngại mọi người ơi quay lại nhiều lần sau nữa mỗi lần đến hả mặt anh ta như vậy thêm cả gan tay vậy đó hắn ta còn chào em hỏi thăm sức khỏe và chăm chọc em đến giờ mà vẫn chỉ là đứa lễ tân thấp kém lại không ai yêu còn chọc điên em với câu nói anh yêu em là phúc cho em rồi đó trêu đùa em một chút cho vui thôi Mà ai ngờ em chung tình vậy chứ Máu em dồn lên não nhưng em vẫn trả lời hắn một cách không thể lịch sự hơn Em có làm gì thì cũng không thấp kém bằng loại như anh đâu ạ à. Chắc do đợt trước mắt em bị mù Nên mới để bản thân dẫm phải bãi xít Bốc bảy mùi hương của ba tháng trước đó Chúc anh buổi tối vui vẻ nha Sao nó có thể hãm như thế được ta Em lấy tờ giấy ra đốt phong lông ngay trước mặt hắn ta Huy cứng họng đi một mạch lên trên phòng nghỉ Hình như hắn có mối mới Thấy em hôm nay lạ hơn so với mấy lần trước Nên em có hỏi thăm chút xíu Và biết được đây là sugar baby của hắn Còn mọi khi là hắn đi với người yêu của mình Nắm bắt thời cơ Không để thằng này chạy thoát Em liền bài mưu dở trò Cho chừa cái thói đã vô duyên lại còn lăng nhăng Cái tên thối từ trong xương này Phải trị cho một trận mới hả hê vì anh ta và người yêu có nghĩa ở khách sạn em nhiều lần Nên em đã lục tìm số điện thoại của chị người yêu anh ta Gọi điện và thông báo việc anh Huy đang ở khách sạn này Quả đúng như em nghĩ, bà chị đến rất nhanh, kèm thêm là vài anh trăm trổ kín người, dáng vẻ hung tợn. Em nhìn mà thấy rén ngang. Em có xin phép đợi anh Huy cùng cô Sugar Baby ra khỏi khách sạn, rồi anh chị tự giải quyết để không làm ảnh hưởng đến khách sạn. Và chuyện gì đến thì cũng đến thôi. Anh Huy vừa bước ra gặp anh chị người yêu. ánh ta hả? Tái mét mặt chạy đến ôm cô bồi giải thích bà chị đã xin lại còn thẳng tính, dơ tay tắt thẳng mặt Huy vài cái liên tiếp từ tốn nói. Mày định giải thích cái gì? Lần thứ mấy rồi Huy ơi, có lần nào mà mày hối cãi đâu, hôm nay tao cho mày ra bả nha con. Sau đó hả bà chị đi đến chỗ Sugar Baby cảnh cáo, mày còn dám cặp với bồ tao nữa. Hay là để tao đánh cho què dò, có tí nhan sắc tí tuổi trẻ mà không kiếm cái nghề tử tế mà làm. Muốn ăn ngon mặc đẹp mà lười làm, chỉ có ăn đòn thôi con. Bà chỉ nắm tóc, dán cho hai phát vào mặt nó, xé trích cái váy đang mặc trên người của Sugar Baby, rồi thả cho con bé đi. Xử lý xong, bà chỉ đi vào cảm ơn em vì đã báo cho bà. Trước bà đã xử lý một lần rồi nhưng anh Huy vẫn ngựa quen đường cũ, cặp thêm với mấy em nữa. Lần này bà chỉ không chịu được nữa, bà bảo sẽ giải quyết cho xong, không còn dây dưa với thằng này được trời ơi cuối cùng cũng có ngày này xem anh bị phát hiện ngoại tình mềm hả hê quá trời anh Huy ơi là anh Huy dám theo đùa tình cảm ăn nói láo tuyết với chị hả chưa đi nha không có lại ăn đòn thêm lần nữa đó có đi khách sạn với ai thì cũng né khách sạn em làm việc ra đúng là hãm hết phần thiên hạ xuân và tôi học cùng lớp đại học nó cũng vừa học vừa làm y như tôi nhưng lương thì trẻ bèo nên đợt này shop tôi có tuyển nhân viên bán hàng tôi rủ nó vào làm chung cho vui thế là qua lời giới thiệu đầy uy tín của tôi xuân được nhận vào thử việc ngay nó xinh đẹp duyên dáng nên rất phù hợp với công việc bán mỹ phẩm hai tuần đầu nó học việc siêng năng nhanh nhẹn lại bán được hóa đơn vài triệu tôi cũng nở mài nở mặt với anh chị chủ vì dù gì mình cũng là người giới thiệu nó vào làm Thế nhưng phong độ chỉ là nhất thời. Gần cuối tháng tôi thấy nó thay đổi lạ. Đi làm thì ngày nào cũng vào trễ. Tôi làm ở đây 2 năm rồi, chưa bao giờ đi trễ cả. Mà nó mới vào thử việc đã đi trễ liên miên. Thấy cũng kỳ. Nên tôi nhắc nhở nó, mày đang thử việc, gắn mà đúng giờ. Đừng để bị đánh giá cuối tháng nghe mày. Xong, nó bảo, đi trễ một phút trừ 5 ngàn, nên cứ trừ đi mày. Có gì đâu mà sợ. Tôi lắc đầu ngao ngán, biết là bị trừ lương, nhưng người đi trễ như thế chứng tỏ thái độ làm việc chểnh mãn, chưa biết có được nhận vào làm hay không chứ ở đó mà trừ vào lương. Đã thế máy tính để làm việc cho shop, nhưng nó không làm mà chỉ để chat chip rồi xem youtube. Thấy thế tôi bảo, shop mình camera đầy ra đó, mày làm gì anh chị chủ đều biết hết đó, mày không lo làm việc mà cứ làm việc riêng hoài, tao không bao che cho mày nổi đâu nha. Nó bảo, tao mới chia tay bạn trai nên buồn quá mày ạ không có tâm trạng học hành gì đâu giờ xem phim ngôn tình cho đỡ chán khi nào kéo mút lại thì tao học tiếp tôi bảo đó là việc riêng cá nhân mày không nên mang nó vào công việc không khéo mất cả bồ còn thêm mất việc những ngày kế tiếp chẳng những nó không thay đổi mà còn chơi cả combo đi trễ bấm điện thoại trong giờ làm và ngồi lì ra đấy chẳng chịu học việc cũng không thèm bán hàng cho khách mấy chị làm chung bắt đầu khó chịu với thái độ làm việc của nó Nên có nhắn tin riêng với tôi bảo là khuyên nó này nọ Nếu không tới cuối tháng sẽ bị đánh loại Cứ ngỡ thái độ làm việc như thế nó sẽ bị loại Tuy nhiên nó trót lọt nhận vào làm chính thức Thế nhưng không làm mà đòi có ăn Nó bị chính nó hại cho một phố đau điến Hôm đó có chị khách sồn sồn U40 vào mua kem dưỡng Da chị quá khô đến nổi bông trốc lên hết Thế mà nó tư vấn cho chị kem dưỡng trắng dành cho da dầu Cũng dễ hiểu thôi vì không lo học việc Nên kiến thức không nắm rõ Nên mới có bạn tư vấn sai lệch như vậy Chị khách về dùng kem 3 ngày thì thấy da mẫn đỏ, khô bông tróc cực mạnh. Chị vác lọ kem ra shop dãy đành đạch, la ó um sùm, đòi bồi thường nhan sắc cho chị. Mấy trường hợp này tôi thấy nhiều rồi, nhưng Xuân nó mới nên sợ hãi dữ lắm, nó năn nỉ tôi ra làm bia đỡ đạn cho nó. Thôi tôi cũng từ thiện giải quyết giúp nó vụ này, tôi nói khéo với khách, do da chị bị khô mà bạn mới vào làm chưa biết rõ, tư vấn nhầm cho chị kem dưỡng trắng cho da dầu, bên em sẽ thu hồi lọ kem ấy lại và bồi thường cho chị hộ kem mới hoàn toàn miễn phí giá 2 triệu, chị yên tâm nha. Chị khách hạ hỏa khi nghe tôi giải trình hợp lý, tuy nhiên bà cũng nghiêm con Xuân và nói, nhân viên tư vấn mà không nắm rõ sản phẩm, cũng không hiểu về da, chị nghĩ là em nên xem lại kiến thức của mình trước khi đứng bán nha em, da mặt là cái mặt tiền, em làm vậy có khi bán nhà em còn không bồi thường đủ đâu con xuân nó chỉ biết tríu tríu giật đầu và tất nhiên là vụ sai lầm này không có free được nó phải bỏ tiền túi ra để trả bộ kem dưỡng hơn hai củ cho khách nhưng nó đâu có chịu trách nhiệm cho sự lười biếng của mình nó còn mạnh miệng bảo công việc khó khăn như này mà lúc trước mày bảo sướng lương cao mày phải đỡ tao một triệu trong vụ này mới đúng tình nghĩa bạn bè nha Tới nước này rồi tôi thật sự không hiểu nổi nó đang nghĩ gì luôn á. Tôi giúp nó vào làm không nghĩ đến việc nó trả ơn tôi. Đằng này nó còn bắt đền tôi nữa trời. Giận quá nên tôi đáp. Nếu mà mày thấy việc ở đây khó, mày cứ xin nghỉ đi. Tao nhắc mày bao nhiêu lần rồi mày đâu có nghe. Phốt mày làm ra, mày tự đi mà chịu. Và thế là nó vừa mất bồ, mất việc và mất luôn hai củ. Buồn mà cũng chơi combo nữa là sao vậy ta? Bởi vậy mình mới nói đi làm là phải tập trung vào công việc. Đừng có làm qua loa chảnh mãn. Vì sự lười biến nào cũng phải trả giá hết. Kể từ vụ này mình cũng né con bạn mình luôn Đúng là làm ơn mắc quán mà Hello, bác nào mà cứu được ca này á, mình hứa sẽ donate cho admin và bác đó. Việt Nam nói là làm như mọi người chuyện lạ mình mới lấy vợ lấy vợ xong thì tiền mừng cưới với tiền tích góp của hai vợ chồng trước đó cũng đủ để bọn mình mua một căn chung cư do vẫn còn trẻ cho nên hai đứa cũng chưa có ý định là có con sớm để hai vợ chồng vừa làm kinh tế vừa để có thời gian mặn nồng trước khi có tiểu tam miệng hơi mùi sữa chén vô kiểu vậy vợ mình thì con nhà gia giáo bố em là bộ đội còn mẹ em là giáo viên Đúng chuẩn combo gia đình hạnh phúc rồi Ngày về ra mắt bố mẹ em á Mình phải chuẩn bị trước mấy tháng trời Tập thành các ca à, cách ăn nói Các kiểu đồ đó Đứng trước mặt bố em Đại tá về hưu Thì khỏi phải nói Trời ơi mình rung như thế nào Dù là dân sao Nhưng mà ăn nói cứ lắp bà lắp bắp Bố em cũng không khó tính quá Nhưng mà nhìn phong cách nghiêm túc đó Mình vẫn cứ rén làm sao á Trộm vía Sau vài lần uống rượu Thì bố vợ đã cấp visa trọn đời Cho mình đi lại ăn ở ngủ nghỉ ở nhà em Ngày dẫn con gái trao tay mình bố bảo chứ ơn còn nhớ phải chăm sóc cây như yêu thương bảo ban nhau cũng cố gắng nhà con sống phải đúng với truyền thống gia đình để còn làm gương cho con cháu sau này hai đứa mà làm gì sai thì cứ liệu đấy bố mẹ lên tận nơi xử lý đó thế là mình cũng đã làm con đệ yêu quý của bố được một năm rồi hôm vừa rồi là kỷ niệm một năm ngày cưới cho nên mình quyết định là sẽ tạo một bất ngờ cho vợ ngày hôm đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường thôi Sáng, hai vợ chồng vẫn đi làm, không biết vợ mình quên hay là cố tình quên mà không thấy gợi ý gì hết trơn Chiều đó, mình xin xếp nghỉ làm để mà về chuẩn bị quà trước À, bài này là mình học ở trên mạng nha mọi người Mình có đặt bánh kem, tự tay làm đồ Âu, chuẩn bị nến hoa đồ Mình còn làm hẳn quả rải, hoa hồng từ cửa vào tới tận bàn ăn và phòng ngủ nha Đúng kiểu chiêu chiêu tại gia đồ đó Nhiều người sẽ bảo, sao ra ngoài cho sang, đúng không? nhưng mà tại ra ngoài sẽ không có tặng được món quà chính mà mình chuẩn bị cho vợ đây rồi canh giờ vợ về nha mình tắt hết điện đứng trước bàn ăn để chuẩn bị sẵn giây phút vợ vừa mở cửa mình bật điện lên đang chưa kịp nói câu gì thì đúng như là <laughs> chết lặng luôn những tưởng hai vợ chồng sẽ ôm nhau và mình sẽ vỡ hòa trong hạnh phúc rồi cả hai hòa vào nhau không kịch bản ấy đẹp nhưng sẽ không xảy ra vào hôm nay đâu ạ à vì sao phải không vì không chỉ có mình em mà có cả <laughs> bố em nữa <laughs> nhưng nếu chỉ có bố em thì vẫn là bình thường điều nghiêm trọng ở đây là chính mình mình chỉ mặc mỗi cái áo choàng tắm và tất nhiên mặc như không mặc theo kịch bản thì nó lãng mạn lắm luôn á ấy thế mà mình vợ mình và bố vợ ba người nhìn nhau bất động <laughs> mình mới ú ớ chứ à, à, bố à, sao, sao bố lại đây vợ mình liền câu mày bảo chứ Bố bảo tuần trước về quê Chính anh mời bố hôm nay lên bằng được Đang liên hoan với vợ chồng mình Nhân ngày cưới còn gì Trời ơi là trời Thôi xong rồi Mình nhớ lại Thì đúng là cuối tuần vừa rồi về quê trong men say mình có mời bố lên ăn liên hoan cùng vợ chồng mình vì mẹ vợ mình đi du lịch cùng các cô ở trường có mình bố ở nhà đúng là ai cũng có những sai lầm đặc biệt là trong lúc say mình vội phi ngay vào trong phòng thay đồ không khí từ cảm động sang cảm lạnh luôn ngày <laughs> cả buổi tối hôm đó bố vợ mình không nói câu nào thậm chí ông cụ còn đòi sáng mai về quê chuyến sớm nhất nữa tự nhiên trong đầu mình cứ vang lên câu nói ngày ông trao con gái cho mình ấy thế mà giờ đây thằng con rể yêu quý lại mặc khăn tắm rải hoa hồng ra chào đón bố vợ. <laughs> Uống rượu say bao lần mới xin được miếng đất ở quê để sau này về quê nuôi cá trồng rau mà như thế này thì công sức đổ sông đổ biển hết rồi. Giờ mình phải làm sao để mà bố vợ quên đi kiếp đó đây mọi người? Ừ, biết có cách nào khiến cho người ta quên đi cái cần quên không vậy mọi người? <laughs> ai ai cứu mình với, mình hứa sẽ hậu tạ thiệt. Chồng mày lại ngoại tình kìa. Tao qua đón mày đi đánh ghen. Hương bạn mình gọi điện và nói rằng nó đã tìm ra được con Tuesday đang cặp kè với chồng mình và mình đang chuẩn bị tinh thần để đối mặt với kẻ thứ ba. Sau khi nghe xong mình cảm thấy đau đớn, đây không phải là lần đầu tiên chồng mình ngoại tình, mình đã phải đánh ghen hơn một lần rồi, nhưng để quen với việc đó thì cả đời mình cũng không quen được đúng là cái gì có thể sửa chứ ngoại tình thật sự ăn vào máu chiều hôm đó như mọi lần sau giờ tan làm mình trang điểm và đến gặp tình nhân của chồng nghe nói con đấy là một sinh viên mới ra trường vừa đi làm rất trẻ và xinh đẹp nghĩ đi nghĩ lại chẳng hiểu sao có những người trẻ đẹp có học vấn giỏi giang mà cứ thích bám vào người đàn ông đã có gia đình để tới gặp con tiểu tam mình đã chuẩn bị rất kỹ mình ăn mặc đẹp đẽ trang điểm thật kỹ càng mình sẽ không như những người khác đầu bù tóc rối đi đánh ghen để bọn nó nghênh ngang hơn hình tượng của mình phải thật đẹp thật cao ngạo trước mặt kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình tùy đối tượng mình sẽ có cách xử lý khác nhau mình được hương dẫn đến một phòng trọ nhỏ tồi tàn chồng mình lần này chắc hẳn lại chọn một em gái thơ ngay để lừa đây Cô gái trẻ nhìn mình gật đầu, không để cô ta hỏi thêm, mình liền giới thiệu mình là ai và đến để làm gì. Mình vừa dứt lời, cô gái liền đứng phát dậy, chạy ao đến chỗ mình, sau đó ôm chầm lấy mình và khóc. Chị ơi, em xin lỗi chị. Là em bị lừa Anh Long nói dối em rằng anh chị không hạnh phúc Rằng vợ chồng anh chị đang ly thân chờ thủ tục ly hôn Nếu em biết tất cả chỉ là dối trá Không đợi nạm dây dưa vào mối quan hệ đáng xấu hổ ấy Em cũng là phụ nữ mà Em hiểu là chị đau lòng như thế nào giờ em biết chuyện em quyết định dừng lại với anh long rồi xin chị tha thứ cho em cho đứa em ngu dại này tiểu tam vừa nói vừa khóc to khiến mình bối rối trước đó mình gặp không ít người thứ ba chen chân vào gia đình mình đa số họ đều trơ tráo thách thức mình thấy cô gái vừa nói vừa khóc mình cũng mềm lòng mình bảo với cô gái đó hôm nay tôi đến đây cũng chỉ cần nghe có vậy thôi những gì cần nghe tôi đã nghe rồi những lời muốn nói tôi nghĩ cũng không cần nói nữa Nói rồi mình quay lưng bước đi Tiểu Tam nói với theo Một người chồng như thế chứ còn cố giữ làm gì Nghe cái cách anh ta lấy lòng em Em biết nếu không phải là em thì cũng là một cô gái khác Chị định sống như vậy cả đời hả Đáng lẽ với một tư cách của kẻ Tiểu Tam Cô ta không có tư cách gì để dạy mình Và nói những lời này với mình Nếu là người khác Chắc chắn thứ cô ta nhận được Sẽ là vài phát vả chứ không phải là cái quay lưng đi Mình chưa từng thấy trường hợp nào mà bị đánh ghen Được khóc lóc xong dạy đời chính thức như này cả nhưng động vào mình lại thấy bẩn tai lắm. Dù sao người sai nhất ở đây là chồng mình, nhưng anh là người làm ra tiền, là bố của hai đứa con mình. Nếu ly hôn thì khó khăn quá, các con mình đều tuổi ăn tuổi lớn nên cần rất nhiều tiền. Trong khi mình làm công việc văn phòng lương thấp hơn, nếu bỏ chồng mình không chắc có thể nuôi hết được các con. Liệu mình có nên tha thứ cho chồng không? Và có cách nào để con tiểu tam kia phải dừng lại không? Chào mọi người, hiện tại mình đang là sinh viên. Mình học ở Hà Nội và sống chung với vợ chồng chị gái. Sau khi em bé được 6 tháng thì chị mình có phải đi làm lại. Nên hai anh chị quyết định thuê người giúp việc. Sau 7, 7, 4, lần lựa chọn thì chị quyết định thuê một cô tầm 50 tuổi. Nhìn cô này thì cũng khá hiền, phúc hậu và được một chị đồng nghiệp giới thiệu cho. Nên chị mình cũng có phần yên tâm. Thời gian đầu quả thật cô này ok la hết sức luôn mọi người. Cô chăm bé rất khoa học, cho ăn cho uống sữa thay bỉm cho bé ngủ. Mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ, 10 điểm cho cô. Nhưng nhưng có nhưng nha mọi người, sau một tháng thì cô bỗng dở chứng, bắt đầu là việc cô nói với chị là để cô làm luôn việc nhà thay cho cô dọn dẹp mà chị mình thuê part-time. Ban đầu thì chị không đồng ý vì muốn cô chuyên tâm lo cho bé, nhưng cô cứ năn nỉ mãi, than là nợ nần làm thêm để kiếm tiền trả nợ, rồi đóng tiền học cho con vân vân và mây mây. Và rồi chị của mình cũng đồng ý chuỗi ngày làm mẹ thiên hạ của cô giúp việc bắt đầu. Đầu tiên là việc đồ đạc trong nhà chị mình, bỗng dưng mất tích không rõ lý do. Từ những thứ nhỏ như cái chén, cái muỗng, đến những thứ lớn hơn như máy sấy bàn ủi. Thậm chí đến cả con gấu bông yêu thích của mình cũng bị mất. Cho đến khi bị mất nhiều đồ quá thì chị mình kiểm tra lại những túi đồ mà cô bảo là trác, mang đi vứt. Thì phát hiện là cô lấy đồ để trong đó rồi mang tuồng về nhà cho con gái cô lúc này cô cũng nhận sai và xin lỗi nên chị mình có bỏ qua nhưng hết chuyện này đến chuyện khác từ ngày cô kim luôn việc nấu ăn thì tủ lạnh nhà chị mình lúc nào cũng ít đồ ăn trong khi đó tiền đi chợ thì chị vẫn trả riêng cho cô ấy đầy đủ khi mà chị mình hỏi cô thì cô bảo là vật giá leo thang đồ ăn gì cũng đắt cả nên là cô không dám mua thế là chị mình quyết định tự đi chợ cô chỉ nấu ăn thôi nhưng lạ thay đồ ăn trong tủ chị mình mua để sẵn vẫn cứ vơi dần không lý do dù cả nhà chị ăn chung một bữa tối thỉnh thoảng còn ăn ngoài nữa lúc đó chị của mình có hơi bực rồi nhưng mà vẫn nhịn nghĩ là chắc cô cũng thiếu thốn nên ở nhà tự nấu tự ăn thôi nhưng không ngờ mọi người ơi hôm đó khác thường lệ là mình về nhà vào buổi trưa bình thường thì mình học cả ngày xong rảnh thì đi làm thêm luôn nên hầu như không có ở nhà hôm đó mình hơi mệt nên xin nghỉ buổi học mình về nhà thì ối rồi cô dẫn nguyên dòng họ của cô lên nhà chị mình luôn mọi người bài biện nào là đồ ăn thức uống đầy dưới sàn thấy mình về hả cô giúp việc vẫn không hoảng chút nào kiểu kệ luôn á mình mới hỏi cô mấy người này là ai đó cô sao mà bày biện ăn uống trong nhà chị của con vậy cô giúp việc thản nhiên trả lời toàn người già mà người quen của cô hết Chờ tí là về hôm nào chả vậy Ui là trời còn hôm nào chả vậy nữa mình ngay lập tức chụp hình lại rồi gửi qua cho chị chị của mình chạy về ngay mà lúc chị về thì mấy người kia đã về hết rồi nhưng mà chị vẫn gọi cô lại và nói cô ơi tại sao nhà của con mà cô dẫn người lạ về còn không hỏi ý của con nữa Đáp lại sự nhẹ nhàng của chị mình Cô giúp việc nói giọng vô cùng khó nghe Về chơi một chút chứ có gì đâu mà hết em Rồi tới chị nhắc Họ qua chơi rồi về luôn chứ có gì to tác đâu Chị mình vẫn cố giữ bình tĩnh Cô ơi, chuyện cô lấy đồ của nhà con Rồi mang sang nhà con gái cô Thì đã bỏ qua cho cô rồi Bây giờ cô còn tùy tiện đưa người khác Vào nhà con như thế là không được Ít nhất là cô cũng phải báo trước cho con một tiếng Mọi người ăn uống ồn ào Ảnh hưởng đến bé con cô ạ à chị mình nói vậy mà cô giúp việc vẫn không cảm thấy có lỗi còn nói lại đừng có ỷ có tiền thuê tôi rồi nói giọng mẹ thiên hạ nha thôi tôi cũng chả cần cái công việc này nữa từ ngày mai tôi nghỉ lương thì thấp mà chủ nhà thì khó tính tôi đi ra đây đầy chủ nhận kia kìa ủa rồi không biết ai mới là mẹ thiên hạ luôn chị mình nhẹ nhàng hết mức có thể rồi còn gì nữa mình với chị ngỡ ngàng kể kể với anh rể anh cũng bó tay luôn ôi là trời thật hết nói nổi luôn đó mọi người em chào các anh chị ạ chả biết có ai trong số mọi người rơi vào tình huống như em không, kiểu bị ế thì mốt mặt lên nhưng chả hiểu sao lại được tung hô thành chiến thần tình cảm, bà hoàng tình yêu để đưa ra lời khuyên cho người khác không ạ? À? Em là Ngọc, sinh năm 2002, đã 20 tuổi tròn rồi mà ế vẫn hoàng ế, nhưng chả hiểu là do có lực hút thế nào hay vũ trụ gửi thông điệp gì đến cho em. Cơ mà đám bạn em mỗi khi vướng bận tình cảm là đứa nào đứa nấy lại chung câu hỏi mày ơi bây giờ tao nên làm gì đây ngọc Ôi là trời mỗi khi gặp câu hỏi đó là em đơ người luôn nghĩ bụng chả có lẽ người ế lại có gương mặt của người đã trải qua đầy tình trường hay sao <laughs> nhưng mà người đã muốn ta giúp sao mà ta có thể từ chối cơ chứ hôm nọ con bạn em đang say đắm trong mối tình với anh khóa trên nồng nàn thì nó nhắn cho em hỏi chứ Ê mẹ ơi Dạo này anh ấy chả chủ động nhắn tin cho tao gì hết Hay là anh ấy chán tao rồi Thế nhưng mà sao em biết được tại sao cái anh kia lại không nhắn tin cho nó Làm như là em đi guốc trong bụng người ta không bằng Em mới nói bóng dọ gió kêu là Trong tình yêu thì sao con trai cứ chủ động mãi được Con gái cũng phải nhắn tin chủ động hỏi thăm các thứ chứ Tình yêu là bình đẳng mà Thế là nó cũng gật gù làm theo lời em nói thiệt Kết quả là nó và anh ấy càng ngày càng nồng thấm Nó còn sẵn sàng bên cho em 500 nghìn Kêu là quà báo đáp Trời ơi hay là em đi đổi nghề làm thêm ta Chứ vừa đưa ra lời khuyên mà dường như ai cũng hiểu Tài khoản lại thêm tiền thế kia thì sướng quá rồi Với lại cứ cho đi lời khuyên như này Biết đâu sau này yêu rồi Em sẽ trở thành master tình yêu thật thì sao Nghĩ đến cũng đã vui rồi cũng nhờ cái lần đó thì độ uy tín của em nó đã được đưa lên một tầm cao mới. Đến cái nỗi mà mấy đứa trong lớp em, chúng nó còn đặc biệt danh cho em là bà Hoàng lời khuyên cơ đấy. Nghĩ có amazing không? Đến cái hôm mà em đi học lớp cấp 3, em mới hiểu được tiếng tâm của em nó bay cao bay xa thế nào. Cả một tết 8 người quay tròn lấy người em xong thi nhau nói với em về tình yêu của họ. Nói thiệt chứ, nhìn họ yêu nhau, em thèm rơi nước miếng hết chứ mà họ cứ lần lượt tiêm vào đầu em, khiến nước miếng sản xuất trong ngày của em không đủ để sử dụng. Sau một hồi đưa ra 7749 lời khuyên, cái bạn cuối cùng em lười đưa ra câu trả lời quá. Nghe xong câu chuyện, em chỉ biết nói, chia tay đi, khiến chính bản thân em cũng giật mình. Đại thể là người yêu bạn đó dạo này kiểu đi ngủ sớm, xong hãy đang nhắn tin cũng ngủ, rồi hãy bạn này có ý kiến hơi nóng nảy cũng ngủ. Giống đúng kiểu chán nghe lời người yêu nói nên mới tiện cớ Chia tay đương nhiên là cách giải quyết đỉnh hơn tất cả rồi Lúc em nói xong Tám người quanh em đều sững sờ Ngạc nhiên nhìn em Còn thì thầm với nhau bảo Chưa không phải nên khuyên là cố gắng mềm dẻo bất nóng tính hả Dù sao thì đưa ra xong lời khuyên Cũng là khi nhiệm vụ của em hoàn thành Em xách mong trời vị trí như một điều đương nhiên nhưng khoảng độ 2 ngày sau, bạn nữ đã có nhắn tin cảm ơn em, đã chia tay bạn trai rồi và khẳng định bạn trai cũ cô ấy như lời em nói thiệt. Thật sự thì em đâu có muốn trở thành người đưa ra lời khuyên đâu. Mục tiêu số 1 của em là có bộ mà trời. Bao giờ mục tiêu mới thành thực đấy hả trời? Xin chào mọi người, em là nữ và xin được giấu tên. Sau đây em xin bút phút về lần suối bậy con bạn thân em, nó tên là Quyên ạ. À. Chuyện là vào một ngày đẹp trời, Quyên có nói cho em một bí mật rằng trong lớp của một bạn trai thích nó, nhưng nó không chịu nói tên cho em. Bản tính em vốn tò mò, liền bật chế độ thám tử lên điều tra những người bị tình nghi là có khả năng trong lớp. Tiếc là hai tuần rồi vẫn không phát hiện được gì. Hết cách, em chỉ đành nhẫn nhục đi cầu xin Quyên, vang nài hứa hẹn đủ thứ, chỉ thiếu nước quỳ xuống khóc lóc thôi đó. Thành quả đạt được là Quyên đã chịu nói với em, bạn nam đang thích Quyên, tên là Mạnh và cũng vào cái đêm hôm ấy, Mạnh cũng chia sẻ việc thích Quyên với em. Những ngày sau Quyên nhiều lần xin ý kiến em về chuyện có nên đồng ý Mạnh không. Em thấy thằng Mạnh nó cũng tốt, rất thật lòng nên em đã suối nó đồng ý. Nó vẫn chưa chắc lắm nên kêu em lập một tài khoản mới rồi tán Mạnh. Nhưng em chưa kịp tán thì Mạnh nó đã chặn em luôn rồi. Má nó quê thế chứ lị. Rồi kết cục chính là hai bọn nó yêu nhau không công khai vì sợ lớp sẽ trêu và kẻ tổn thương là em nè người biết hết mọi chuyện của hai đứa nó ăn cơm chó qua mạng nhưng có một cái em quên chưa kể đó chính là vào đêm mà hai đứa nó trở thành người yêu quyên đã nhờ em vào tài khoản nó để đồng ý với mạnh em vì hạnh phúc của con bạn thì cũng làm thôi ai mà có dè hai tháng sau em sẽ làm một điều điên khùng hơn nữa mọi người có tò mò điều em làm là gì không Hai tháng sau, em không rõ hai bọn nó giận gì nhau, không hẹn mà cùng nhắn tin cho em một tin nhắn. Ê mẹ ơi giúp tao một chuyện đi. Em không nghĩ nhiều đồng ý luôn. Sau đó em không nói đùa đâu nha. Cả hai bọn nó đều nhắn gần như cùng một lúc luôn. Mày vào tài khoản của tao rồi nhắn tin chia tay giùm tao đi mày. Em sốc cực luôn. Em còn nghĩ là bọn nó bày trò trêu em nữa cơ. Nhưng không, Mạnh và Quyên thú nhận với em là chúng nó hết thích nhau rồi. Chia tay thì ngại nên nhờ em chia tay hộ. Ủa alo gì vậy? Mọi người nói coi, với cái lý do đại trà đó em cũng ngây ngô tin luôn. Để cho hai bọn nó không mất niềm tin vào tình yêu, với tư cách là người bạn tốt, em chuẩn bị một điện thoại đăng nhập vào tài khoản của Quyên và máy tính thì là mạnh. Em xem phim nhiều lắm đó, nên nhắn với chính mình em cũng tự bịa ra nhiều lý do như là bị ngăn cản tập trung vào việc học, sau đó lại giả vờ níu kéo xin đừng chia tay. Làm xong em trả lại cho Quyên với Mạnh xem Bọn nó rất hài lòng Bố mẹ em thấy em vừa nhắn tin trên điện thoại Máy tính Vừa tự biên tự diễn Khua tay mối chân còn tưởng em bị làm sao á Bố em còn đi tới hỏi em có phải là Em cô đơn quá Nên mới tự nhắn tin tự trả lời như vậy không Ê ơi tao nói nó quê gì đâu á Nếu mà bọn nó lần sau mà còn muốn em giúp hai đứa nó quay lại ha Em chắc chắn tự chối luôn Đang yên đang lành suối con bạn một cái thôi Thế là liền trở thành kẻ tỏ tình chia tay thuê của hai đứa nó rồi. Cây thế chứ lị.